Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay thì mình lại lên cho anh em cái list hàng. Và cũng là cái list hàng khả năng là còn lại ít nhất trong cái mùa dịch này thôi anh em ạ. Cái mùa dịch này, cái nửa công hàng của mình ở bên Nhật còn không về được luôn. Nên là anh em nào chơi thì chơi tầm này thì cũng chơi đi thôi. Không thì cũng không có hàng để chơi luôn anh em nhé. Mua đi mà để ngồi ở nhà mà nghe cho nó chất. Rồi thì hôm nay mình cũng không bắt anh em đợi lâu nữa, thì mình sẽ bắt đầu vào sản phẩm luôn. Như anh em có thể nhìn thấy ở đây, mình đã đánh số 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7 ở đây rồi anh em nhé. Thì mình sẽ bắt đầu từ những cái cục dàn 1, 2, 3 trước cho anh em. Thì anh em có thể nhìn thấy cái cọc số 01. Thì đầu tiên đấy con N7TX. Và bên dưới là con 7GX anh em nhé, Onkyo 7GX. Thì anh em có thể nhìn thấy cái mã N7TX ở đây. Thì con này mặt mũi sáng đẹp, hoạt động hoàn hảo, ok. CD thì đọc cực kỳ nhanh, nhanh như trộm chó luôn anh em nhé. Hình thức thì cũng rất là đẹp, vẫn mặt nhôm truyền thống này. Màn thì màn hình xanh. Màn hình xanh rất là đẹp, đặc thù của cái thằng N7TX và N7X, cho nó là màn xanh khá là đẹp. Mặt trước nó có ba cái giắc cắm, một là phone này, hai là line in và line out, đường 3.5, cực kỳ tiện ở mặt trước sử dụng cho anh em. Đây input đây. Anh em thì nhìn thấy. Đâu, tab này, line in này. Đây, cổng giải mã 24 bit cho anh em để phục vụ anh em giải mã không mồi anh em nhé. Không mồi chuẩn đét luôn 24 bit đấy. Đây, ở phía mình sẽ quay góc cạnh anh em. Đây, nó có những cái vết móc không thể tránh khỏi do vận chuyển ở đây anh em nhé. Anh em nhìn thấy đây. N7TX công suất là 46W điện nguyên bản 100V. Và anh em lưu ý một chút là cái công suất ở phía sau máy là công suất tiêu thụ điện anh em nhé. Nó không liên quan gì đến công suất đánh ra loa cả. Và riêng cái cục này thì có đánh loa căng đét, cái cặp loa bát 30cm trở về anh em nhé. Đây là kẹp loa này, đây là cái đường súp điện ao này, mình có thể để gần lại cho anh em xem đường tín hiệu của súp điện anh em nhé. Đây là cái kẹp anten AM FM để phục vụ anh em nghe AM FM này. Đây là cái đường kết nối in và out để phục vụ anh em để xuất ra thiết bị ở bên ngoài, hoặc là từ thiết bị bên ngoài anh em kết vào, kết nối vào anh em nhé. Bên dưới này thì là cái cổng giải mã 24 bit chuẩn của thằng Onkyo. Thì anh em có thể nhìn thấy những cái cục dàn Onkyo thì nó thiết kế là cái dàn tản nhiệt ở bên trên của cái đầu X thì nó khá là căng, khá là nhiều cái lưới tản nhiệt ở bên trên này, thì phục vụ để cho nó tản nhiệt ở phía trên này được tốt hơn. Tại vì cái dòng này đánh xò than, đánh cực kỳ khỏe anh em nhé. Loa bát 30 vào nó dã cho phũ luôn. Rồi thì hiện tại cái cục này mình đang bán là 2 triệu tròn anh em nhé, 2 triệu tròn cho cái cục N7TX. Rồi ok, tiếp đến là bên dưới là cái cục Onkyo 7GX. Thì anh em thì nhìn thấy vẫn mặt nhôm truyền thống của thằng Onkyo và một trong số cùng phân khúc với thằng X7. Nhưng con này thì nó chỉ đánh nghe CD, nghe MD và đánh cặp loa trực tiếp từ cục dàn ra thôi. Chứ anh em nếu mà anh em muốn giải mã ở cái cục này thì rất tiếc là không có giải mã anh em nhé. Nó chỉ có đường optical out thôi, không có đường optical in. Và anh em có thể nghe AM FM trực tiếp từ đây. AM FM trực tiếp từ cái cục dàn này khá là hay, nó đủ 108 MHz luôn, anh em có thể nghe đủ hết các đài của Việt Nam. Và đây là quan trọng nhất ở phía sau, anh em thể nhìn thấy 7GX đây. Công suất là 48W điện nguyên bản 100V. Anh em nhé, điện nguyên bản 100V. Anh em có thể nhìn thấy các cái chân kẹp loa nó ở đây. Đây là đường xúc điện out. Đây là cái đường out, optical out để phục vụ anh em xuất tín hiệu số ra cái thiết bị bên ngoài để giải mã nhé. Đây là kẹp anten AM FM anh em nhé. Đây là các cái đường kết nối thiết bị in out ra thiết bị bên ngoài. Anh em có thể sử dụng nó như một chiếc đầu CD hoặc đầu MD, hoặc như một cái tuner, tức là cái radio đấy, để em xuất ra ngoài để thiết bị khác để nghe thoải mái luôn. Còn anh em có thể kẹp loa trực tiếp vào đây để đánh căng đét những cặp loa bát 25cm trở về. Và hiện tại cục này thì mình đang bán giá cực kỳ tốt là chỉ có 1,2 triệu thôi. Và cục này đẹp góc cạnh luôn anh em nhé, đẹp góc cạnh. Rồi thì đấy là cái cọc số 01, và tiếp đến là cọc số 02. 02 ở đây thì ở đây mình có hai con UN7 anh em nhé. Bên trên là con UN7 và bên dưới này cũng là một con UN7. Thì cái con này thì chạy hoàn hảo mọi chức năng anh em nhé. Anh em nhìn bên trên con này chạy hoàn hảo mọi chức năng. Và con này khá là đẹp, khá là đẹp. Hình thức mặt nhôm này, chữ xanh, nền xanh cao cấp, cực kỳ nhiều công nghệ nó đây. Anh em nhìn thấy đây, chơi DVD này, Super Audio CD này, có công nghệ Dolby về âm thanh, DTL âm thanh này, timing third này, đây third dimension này đấy. Và đây là cái cổng, cái khay đĩa MD của nó.
Và nhiều anh em không biết đĩa MD này, bảo là ấn lại sao nó không lè ra giống như kiểu cái CD này, đúng không? Giống như CD này nó chìa ra. Thì anh em lưu ý một chút là cái đĩa MD nó nuốt vào bên trong anh em nhé. Anh em ấn vào đây nó nuốt vào bên trong, chứ nó không chìa lưỡi ra như cái thằng CD ở bên dưới. Đấy. Và anh em lưu ý một chút, cục dàn thì khá là dài, cục dàn này nó dài hơn những cục khác anh em nhé. Đấy, nó dài hơn này. Okay. Cái bộ tản nhiệt bên trong phát hơi ra rất là gấu. Đây, công suất là FRUN7, công suất 66W và điện nguyên bản 100V. Kẹp đánh căng đét cặp loa bát 25cm trở về. Đây là cái kẹp anten AM/FM này, đây đường xuất video này. Cổng giải mã 24 bit chuẩn cho anh em, phục vụ anh em giải mã. Căng đét đẹp luôn. Đây là các cái đường kết nối in-out analog này, phục vụ anh em kết nối ra thiết bị bên ngoài. Bên dưới này là các cổng xanh đỏ tím vàng, phục vụ anh em config nó thành được bộ dàn 5.1. Và anh em thể nhìn đây, nó đánh cái loa có trở kháng từ 4 ohm đến 16 ohm anh em nhé. Kẹp thoải mái luôn. Đấy. Thì hiện tại cái cục này thì mình đang để cho anh em UN7, thì mình để cho anh em với cái giá là 2.700.000 anh em nhé. 2.700.000 cho UN7. Nó có đắt hơn 1-200 so với cũ. Tại vì bây giờ mình cũng không còn hàng nữa, và hàng về giá nó cao thì anh em cũng phải thông cảm giúp mình thôi. 2.700.000. Rồi, đến con UN7 ở bên dưới. Thì con này giống y hệt con bên trên này, chỉ khác mỗi cái là con này CD của nó bị kén đĩa rồi thì mình coi như bỏ anh em nhé. Và hiện tại con này mình sẽ trừ luôn cho anh em 500.000, là chỉ còn 2.200.000 ở cái mã này thôi. UN7 2.200.000. Và cọc số 02 là 2 UN7. Con bên trên chạy hoàn hảo là 2.700.000, con bên dưới là 2.200.000. Đấy. Rồi, tiếp đến cái cọc số 03. Thì anh em có thể nhìn thấy con bên trên cùng này là một con cao cấp của thằng Denon, nó là con Denon M39 anh em nhìn đây, Denon M39 anh em nhé. Và tất nhiên là nó chạy hoàn hảo mọi chức năng rồi. Có chức năng CD này, nghe từ USB này. Và cái dòng Denon M39 này có giải mã 24 bit chuẩn anh em nhé. Giải mã 24 bit chuẩn. Đây. Ngồi lưới tản nhiệt con này quá nhiều luôn. Đấy. Con này đánh sò than cực kỳ căng luôn, đánh căng đét cặp loa bát 30cm luôn. Anh em nhìn phía mặt sau. Đây là cái kẹp loa của nó này, kẹp loa bắp chuối, nhìn đã biết là cao cấp rồi anh em nhé. Anten AM/FM để phục vụ anh em nghe FM hoặc AM, đủ 108 luôn anh em nhé. Đây là cái cổng analog để kết nối thiết bị bên ngoài vào này, kết nối analog in thiết bị ngoài vào. Đây là cái đường xúc wafer out này, đường xúc điện out. Digital in anh em đọc đây. Đây là cổng giải mã 24 bit chuẩn anh em nhé. Anh em thì mua về làm giải mã ok. Nhưng mà giải mã thì anh em lưu ý là cái con này thì phải xuất ra đường tín hiệu phone anh em nhé. Tức là nó tích hợp vừa làm pre luôn và anh em có thể giải mã 24 bit luôn. Thì hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với cái giá là 4 triệu tròn anh em nhé. 4 triệu tròn cho con Denon M39. Giá cực kỳ tốt rồi, 4 triệu tròn. Cả bộ của nó thì đâu đó ở cái mức giá còn tầm Denon M39 nó rơi vào tầm 7 triệu anh em nhé. 7 triệu. Anh em lưu ý giúp mình. Rồi. Thì cái cục này mình sẽ để cho anh em giá 4 triệu, 4 triệu tròn. Cực kỳ nhiều chức năng. Rồi bên dưới này sẽ là một cái cục Onkyo N7FX anh em nhé. Chạy hoàn hảo mọi chức năng, MD đọc tốt, CD đọc tốt này. Con này có chơi USB, chứ đi mặt trước anh em nhé. USB mặt trước để phục vụ anh em cắm copy nhạc từ máy tính cho anh em cắm vào phát chơi luôn được. Và con này đĩa của nó thì nó chơi được đĩa MP3 và WMA này, băng tần Wirat độc quyền này, công nghệ DOE Link, đủ hết anh em nhé. Và giải mã 24 bit chuẩn, anh em thể nhìn thấy đây. Đấy, digital giải mã 24 bit chuẩn của thằng Onkyo khá là hay. Và con này bề ngang nó hơi to hơn những con bình thường một chút, còn tầm 1cm anh em nhé. Đèn thì vẫn đèn xanh huyền thoại thằng Onkyo rồi. Đèn xanh này dòng nhìn đã biết là nó cao cấp rồi. Tại vì đặc thù của thằng Onkyo là những con cao cấp nó thường nó để đèn xanh hoặc đèn hát xanh ở cái núm volume này anh em nhé. Anh em thì nhìn thấy. Đây, máy thì cũng nguyên bản, nhìn hình thức thì khá là ok. Công suất đây, à mình quên mất con công suất Denon vừa nãy bên trên này là 70W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Còn bên dưới này thì công suất là 55W và điện nguyên bản là 100V. Thì đây là các cổng analog in phục vụ em kết nối thiết bị ngoại vi hoặc là xuất ra bộ âm thanh ở nhà nếu mà anh em sử dụng làm giải mã. Đây dưới này là kẹp loa để đánh căng đét những cặp loa bát 25cm trở về. Đây là đường xúc điện out, hôm nay toàn những con có đường xúc điện out rất ngon. Cổng AM FM để phục vụ anh em nghe AM và FM anh em nhé. Đây là cái đường digital in này để phục vụ anh em giải mã 24 bit. Đây cái lưới tản nhiệt của nó là phía sau anh em thì nhìn thấy bên trong. Cái dàn tản nhiệt nó rất khủng tại vì con này đánh 4 con than và nhiệt nó tỏa ra khá là nhiều. Đây, mặt nhôm cao cấp.
Và hiện tại con N7FX này thì mình đang để cho anh em giá 2 triệu rưỡi anh em nhé. 2 triệu rưỡi cho con N7FX. Rồi ok. Thì đây là ba cái cọc máy mà mình muốn lên với anh em ngày hôm nay. Thì bắt đầu thì mình sẽ sang cái đống cặp loa bên này. Anh em nhìn thấy ở đây. Thì mình sẽ bắt đầu từ cái cặp loa số 04 anh em nhé. 04 là một cái cặp cao cấp của thằng Denon. Mình không nhầm thì đây là con Denon MG33. Thì con chép cao cấp của thằng Denon anh em nhìn thấy ở đây. Chép cao cấp luôn. Một cái cam của nó hôm nay mình quay nó hơi mờ thật. Nó hơi mờ. Cũng mong anh em thông cảm nhé. Tại vì mình cũng không để ý, mình quên mất không lau cái mắt cam ở phía bên này. Rồi bát nó là 14 cm anh em nhé. Màng sợi carbon đánh cực kỳ căng luôn. Và con dòng Denon thì đánh cực kỳ hay, mình khẳng định luôn. Anh em có thể gõ nghe thử chất bát nó. Đấy. Bát rất chắc chắn. Và thụt hơi mặt trước này. Loa thì đẹp góc cạnh luôn. Mà con này nó dán cái thùng loa rất là đẹp. Anh em nhìn thấy đấy, bóng lử cả mặt sau và mặt trước. Công suất thì 50W một chiếc, trở kháng thì 6 ohm. Và anh em có thể chơi căng đét ở những phòng 30m² trở về anh em nhé, khá là hay. Hoặc là chợ lời karaoke cũng rất ổn vì cái dòng Denon nó có giải mít khá là dày anh em nhé. Cặp này mình sẽ để cho anh em cái giá nó cực kỳ tốt là 1.800.000 thôi, vẫn giữ mức giá ổn định anh em nhé, 1.800.000. Và đây nữa cái cặp Denon này, ngay bên cạnh luôn. Anh em nhìn thấy ngay bên cạnh luôn. Thì con này mình nhớ không nhầm là Denon MA3 em nhé. Công suất 6 ohm, công suất 50W và trở kháng là 6 ohm. Đây, thùng vách thì cũng khá là ổn định. Nó có một vài vết bong ở đây anh em nhìn thấy đây. Không thể tránh được cái vết này do vận chuyển anh em nhé. Vận chuyển. Còn lại thì đẹp góc cạnh luôn. Khẳng định luôn, còn lại thì đẹp góc cạnh. Con này đẹp góc cạnh luôn. Vẫn là con chép cao cấp của thằng Denon và chép đom này. Dưới là con bát cao cấp này, gân cao su cực kỳ mềm này. Màng thì màng của nó là màng sợi keva rất ok, che lúm. Thụt hơi mặt trước anh em nhé. Và cặp này hiện tại thì mình đang bán 1.400.000, 1.400.000 cặp 05. Tiếp đến là cặp số 06 thì là cặp Onkyo SX7A. Anh em thì nhìn thấy bát 12 cm, màng da chăn, núm thì núm mũi đạn này. Bên trên là con chép đom. Con chép đom này anh em nếu mà anh em gỡ ra bán đâu đó khoảng tầm 500.000 một cặp đấy, khá là ngon. Đấy, thụt hơi mặt trước, loa thì đẹp góc cạnh luôn. Con này để mình quay phía sau cho anh em xem. Con này thì công suất là 70W và điện và trở kháng là 5 ohm anh em nhé. 5 ohm rồi, đánh rất là hay. Đấy. Hiện tại cái cặp này thì mình đang để cho anh em giá ok là 1.200.000. Anh em về có thể nghe trong những phòng nhỏ hoặc anh em ghép chợ lời karaoke thì rất là ok. Phòng nhỏ nhưng mà từ 25m² trở về đánh thoải mái anh em nhé. Đánh căng đét luôn. Rồi tiếp đến là cái cặp cuối cùng là cặp Onkyo N7. Mình nhớ không nhầm là N7, quay mặt sau xem, ui giời, thùng vách quá đẹp luôn, đẹp góc cạnh luôn anh em ạ. N7 70W và trở kháng 4 ohm anh em nhé. Đấy, thụt hơi xẻ rãnh mặt sau, siêu dài từ trên xuống dưới luôn. Khi anh em để sát tường nó cho cái lực bát phản lại rất căng, và khi anh em không cần nghe bát nhiều thì anh em để xa tường ra, đấy, đặc thù của dòng xẻ mặt sau thế. Để xa tường ra phát là nghe chất bát nó giảm đi và nghe cái phần lời nó rõ ràng hơn, êm hơn. Đấy. Đặt trước vẫn là con chép đom cao cấp của thằng Onkyo. Từ kép bên trong hình như mình nhớ không nhầm là công suất 25W trên một chiếc. Trên một chiếc loa chép anh em nhé. Và 50W cho một cặp. Màng bát thì sợi keva trắng sáng. Đấy, trắng như ngọc trinh luôn. Gân thì gân cao su cực kỳ mềm ấy. À, gân vải tẩm dầu và gân xếp. Cái dòng gân xếp cao cấp cực kỳ mềm. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, nghe rất phê. Và thùng vách thì đẹp góc cạnh. Và hiện tại cặp này mình cũng đang bán cho anh em với giá là 1.800.000 anh em nhé. Rất đẹp luôn. Rồi, thì cái video ngày hôm nay thì mình chỉ lên cho anh em một ít đồ như thế thôi. Thì nếu mà có sớm được nữa thì chắc cũng phải tầm 2 ngày nữa thì mình mới có một ít đồ nữa để lên cho anh em. Chứ còn bây giờ thì đồ đạc nó không về được anh em ạ. Căng lắm. Và tình hình dịch thì càng ngày nó càng căng. Mình cũng động viên anh em là nên ở nhà nghe nhạc thôi. Hạn chế ra ngoài. Ra ngoài bây giờ chẳng may dịch nó nhảy vào người thì cũng không phải hại mình mà hại cả những người trong gia đình mình nữa. Rất là mệt. Và mình hạn chế di chuyển, hạn chế tiếp xúc. Hiện tại đến bây giờ thì mình cũng không động viên anh em qua trực tiếp cửa hàng mình nữa. Nhưng mà nếu anh em nào vẫn muốn qua thì chỗ mình vẫn chưa cấm. Và cái địa chỉ của mình là tại địa chỉ 141 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Và số điện thoại của mình là 0976663776 và mình sẽ luôn để trên màn hình này anh em nhìn thấy đây. Thì anh em có thể gọi liên lạc với mình để có thể tham khảo những cái mẫu sản phẩm ở nhà của mình. Rồi
Cái video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng tại đây và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật vui vẻ.